Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật ký luyện rồng tao. Ok, thì mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái world sinh tồn và nuôi dưỡng những con rồng của chúng ta nha anh em. Đó, thì hiện tại là mình đang ở dưới nhà của mình nè. À, cái gì? Tao ơi. Cái gì? Hả? Sao? Hả? Cái gì? Ê, có chuyện cấp bách lắm. Trời ơi. Vậy? Hả? Chị gì ghê, con rồng đó nó bị cảm, bị sốt, bị bệnh hay là bị lang bang, bị móng heo tay xanh hay gì? Sao? Nói bình tĩnh nha. Ờ. Con rồng sao? Con rồng. Nó sao? Kìa. Nó đẻ trứng. Hả? Nó đẻ trứng. Nó đẻ trứng á? Ừ. Cái gì? Tôi nhớ là mình nuôi có một con rồng mà làm sao nó đẻ trứng được, phải hai con rồng mới đẻ trứng được chứ. Mà tôi không biết, đang xem kìa, có quả trứng bên cạnh nó kìa. Trời ơi, làm gì có, bà hoa mắt, bà nhìn cái cục đá, bà tưởng là gì rồi, chứ làm gì có chuyện con rồng nó đẻ trứng. Ui, Sam ơi, nó đẻ trứng thiệt nè. Đó. Ủa, con rồng này, tính ra là mình có mỗi một con rồng nè, tại mình đâu có hai con rồng để cho nó ấy nhau đâu mà sao tiên có quả trứng vậy. Tôi cũng không biết luôn, dễ sợ. Ôi, hay, trời ơi, vậy là mình sắp tới là mình sẽ có được hai con rồng đó Sam. Ôi sướng nha, vậy là mình sắp được có hai con rồng rồi anh em ơi. Trời ơi, mình với Sam chuẩn bị có hai con rồng luôn rồi, khỏi cần phải tranh giành nhau nữa. Ồ, vậy là chúng ta sẽ có được hai con rồng nước Sam ơi. Trời ơi, ngon nha. Thôi, à. Hai hệ đã giống nhau chán rồi, tôi thấy chả có gì thú vị cả đúng không? Hai hệ nước mà. Ừ, cái gì trời ơi, mình ờ đúng rồi ha, chẳng lẽ giờ có nuôi hai con rồng nước ta, tại sao mình lại không nuôi một con rồng khác đúng không Sam? Đúng rồi. Ừ, tôi cũng đang nghĩ đến trường hợp mà chúng ta sẽ làm một con rồng khác nè. Nhưng mà làm cách nào để có được con rồng khác đây ta, để mình nhớ lại coi. À, tôi nhớ rồi. Thì ở trong Minecraft mà tôi với Sam hay chơi á, là chúng ta để cái quả trứng ở kế bên cái gì thì nó sẽ biến thành hệ đó đúng không? Ờ ha. Đúng rồi, bà nhớ không? Lần trước nè, con rồng này nè, chúng ta để cái quả trứng của nó ở bên nước á thì nó biến thành rồng nước luôn. Bây giờ mình bỏ nó ở bên cái gì ta? Ở bên cái gì con heo đi. Mình bỏ kế bên con heo nó sẽ biến thành con rồng heo. Ai ai ai. Ôi, cái gì thôi mình cứ đưa quả trứng này ra ngoài đi, trời, có quả trứng mẹ như cái trái banh vậy trời, mình đá. Thôi đá làm gì tới nên nó bởi luôn bây giờ nè. Ờ, để coi bây giờ rồng hệ gì ta. Ờ, chẳng lẽ giờ bỏ vô hệ dưa hấu, hệ bí ngô. Ờ, kỳ quá. Ơi, có lá cây nè, hay mình làm hệ lá đi Sam. Đúng rồi, được. Để tôi đi coi. Bây giờ trước tiên mình muốn làm hệ lá thì mình phải có lá cây, thì tôi làm cái kéo cái đã. Rồi bây giờ tôi coi. Ở trong đây bây giờ tôi đang có than nè. Tôi sẽ đem than tôi nung một ít đồ cái đó. Hình như hôm qua là mình với Sam có đi lượm sắt rất là nhiều sắt luôn anh em. Bây giờ bọn mình sẽ nung lên để bọn mình bắt đầu làm một cái kéo và cắt lá. Sau đó bọn mình sẽ bắt đầu bỏ con rồng này vào để cho nó thành hệ lá anh em. Đó, quả trứng rồng xanh nè. Một tí nó để kế bên lá nó sẽ thành màu xanh lá cây luôn. Đó, thì là mình sẽ có được con rồng lá. Đó, hợp lý. Ờ đúng rồi. Bây giờ là có hai con rồng thì tất nhiên chúng ta sẽ phải xây thêm một cái chuồng cho nó nữa đúng không Sam? Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải xây cho nó thêm cái chuồng nữa rồi. Phan từ bây giờ trước tiên tôi phải làm cái kéo đã. Đó, một cục sắt nè. Đó, rồi bên đây thêm một cục nữa. Rồi bây giờ làm cái kéo nha, để xem coi bạn chế tạo nè. À, làm kéo hả? Máy móc nè. Ủa không phải luôn, trang bị. Ủa không phải luôn, cái kéo. À đây, cái kéo cần có da hả? Phải rồi, cái kéo phải cần có da Sam ơi. Bây giờ đâu? Ra đây rồi. Bây giờ cần da hả? Tôi xem coi. Đây, tôi lấy ít than cái đã. Rồi, bây giờ tôi sẽ bỏ lên. Ôi đây là sắt hả? Ở đây là vàng nè. Giờ mình làm một cái kiếm để mình đi lấy da đi. Để xem coi. Tôi làm cây rìu trước đi. Tôi làm cây rìu tôi đi lấy da trước cũng được. Đó, ở đây tôi thấy có mấy con heo nè, lộn nhầm, mấy con bò nè. Mình giết mấy con bò mình lấy da. Đó. Một mấy con bò ồ màu vậy. Chết mày đi. Một miếng da. Đây tê giác mà ta. Hai miếng da, không, con này là con bò. Nhìn nó giống con tê giác kìa, thôi trời ơi, nó là con bò đó. Ok, từ tôi leo lên cái đã. Con bò này, mày đi ra chỗ khác, tao đập đất, tao leo lên coi, tao giết luôn mày bây giờ. Con bò này, láo nha, thôi bắt cua hai lóc đeo lên. Cái gì? Sao mà quýnh tôi Sam? Tôi giết con bò. Trời ơi, bà đứng yên, tao đứng yên, tao đào đất, tôi leo lên coi, bà làm tôi bị kẹt dưới đây luôn rồi nè. Trời ơi, rồi leo lên. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái kéo đúng không? Ok, ở đây có phần hợp thành nè. Chế đây luôn được không? Ok, cần thêm một thỏi sắt nữa mà chúng ta mới chế được. À, ok, để mình đi lấy thêm một thỏi sắt nữa. Lại đây, mình đang đun rất là nhiều sắt ở đây luôn anh em ơi. Tha hồ mà lấy mà xài. Bọn mình là phải dành ra cả ngày để đi farm luôn anh em. Đó, đây, có một cái kéo đây nè. Đó, ok. Rồi chúng ta sẽ dùng cái kéo này để chúng ta đi cắt lá. Ê, từ từ. Đây.
cắt lá cây nè. Tỉa cây. Mình nghĩ là mấy cái chuồng này nè anh em, nhìn xấu à, chắc vài bữa nữa mình sẽ xây cho nó cái chuồng đẹp hơn anh em ơi. Chứ mấy cái chuồng này nhìn xấu lắm đúng không Sam? Xây cái chuồng bự bự lên. Đó. Chuồng này như chuồng lợn ấy chứ là chuồng đâu. Không phải chuồng rồng, chuồng rồng là phải xây đẹp lên chứ ai xây như cái chuồng lợn vậy. Ok, đốn luôn cái cây này luôn. Trời ơi. Xung quanh anh tiền là cây ê, xung quanh anh toàn là cây ê. Ok từ. Với con heo luôn này, với con heo luôn. Bây giờ là mình sẽ làm như thế nào ta? Mình cần đặt 4 khối gỗ xung quanh đây. Đó. Sau đó mình đặt lá vào. Cái quả trứng nào bây giờ mình đẩy, cái quả trứng lại gần đây đi. Nhanh lên, Không, mình đừng để mình đá tới luôn. Đá tới luôn, đá. Thôi, mình đá vậy nó văng xa lắm sao ấy được. Đẩy từ từ thôi, tôi đẩy quả trứng lại coi. Rồi, có quả trứng này. Ông sút vào thử đó. Đó nè, đẩy bình thường không? Đẩy nó còn dễ hơn là mình sút nó văng tùm lum luôn á. Ok từ, đẩy nó vào đây. À, nó bị kẹt rồi. Nó bự quá, Đó, nhẹ nhàng thôi, đó. Ok ok rồi, nhét vô. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lắp lá lại. Đó, được. Đó, ok. Đó, vậy thôi là chúng ta sẽ để trong đây cho nó ủ nha anh em. Vì cái trứng màu xanh lá cây, màu xanh dương đúng không? Một tí nữa nó mà thành màu xanh lá cây thì chúng ta sẽ có được con rồng lá. Đó, hợp lý. Rồi, ok. Trời, sống quá. Bây giờ nhiệm vụ của tôi với bà là xây một cái chuồng mới cho con rồng mới của chúng ta. Đây, để tôi ra tôi kiếm ít đồ, tôi với bà xây nhà cho nó. Ok anh em, mình đã chuẩn bị đồ để xây cái chuồng ở đây. Đây, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cần gỗ nè. Sau đó là cần ván gỗ nè. Đó. Rồi cần thêm hàng rào y như là cái chuồng cũ thôi anh em ơi. Bây giờ mình xây cái chuồng này nè, là mình xây tạm thời thôi. Mai này chúng ta sẽ xây cho nó đẹp hơn nha anh em. Còn cái chuồng này chúng ta chỉ để tạm thời thôi. Đập cái cục này ra đi, tự nhiên dư cái cục này ở đây vậy. Ok, đập ra. Rồi Sam, bây giờ bà xây phụ tôi nha. Nè, bà cầm ván gỗ đi. Bà chỉ cần xây phụ tôi thôi. Tôi đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không? Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần canh ra thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 đó, lên đây thế này. Xong nó sẽ cái cột lên. 2 3 4. Cột này cao 4 ô đúng không? Phải không ta? Từ từ. Đó, bà không có cái cây rìu hả? Không. Bà lấy sắt ở trong lò xong bà chế rìu đi. Đó, đặt như thế này. Bắt cua có 2 block. Chỗ. Đó, kia. Đó, tôi leo lên đây cái nè. Tôi đặt thêm một khối gỗ này nè. Ok rồi. Vậy là cần đến 5 khối gỗ Sam ơi. Đó. Rồi đập ra. Rồi bây giờ Sam lắp lại giúp tôi nha. Tôi qua tôi lắp tiếp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok đến đây đúng không? 2 3 4 5. Ok 5 ô nè. Rồi bên đây nữa. Đó, ok. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ lắp lại luôn. Chúng ta sẽ xây chúng ta sẽ cho mấy con rồng này đi vô bằng cách là chúng ta sẽ cho bọn nó bay vô. Còn bọn mình đi vô đi ra chỉ cần bắt cua 2 lóc là được thôi. Rất là đơn giản luôn. Ok, lắp cái chỗ này lại. Đó. Rồng lá thì vài bữa nữa mình sẽ xây cho bọn nó một những cái chuồng theo hệ anh em. Chẳng hạn như là rồng nước đi thì trong cái chuồng của nó sẽ có nước chẳng hạn, còn rồng lá thì trong chuồng của nó sẽ có cây cỏ nè, có hoa lá nè đó. Rồng lửa thì trong cái gì trong chuồng của nó sẽ có lửa chẳng hạn. Đó, mình sẽ xây như vậy. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần xây cái chuồng này cho bọn nó ở tạm thời thôi. Đó, hiểu không? Đó. Ông đè tôi sao tôi xây như gì này. Trời ơi, bà lắp gì đâu bà lắp sai quá trời ơi. Ông đè tôi một phát là tôi lệch tông luôn nè. Từ từ đừng có chen. Trời ơi trời, trùng mà cái chen này nó không được rồi. Đó rồi, lắp lại đi. Đó được rồi, ngon rồi. Ok rồi. Bây giờ bắt cua 2 lóc đi ra ngoài nè. Sao biết bắt cua 2 lóc không? Ghê, biết bắt cua 2 lóc luôn ghê. Ok. Lắp này lại. Ok rồi. Thì chúng ta đã xong được một cái chuồng cho con rồng tiếp theo chúng ta rồi. Tôi đang đập mấy cái cỏ, bà đi ngang qua tôi đập chúng mà, xin lỗi. Ok. Ê, dạ, xem dùng đi, tôi xem dùng. Ok, rồi. Từ khoan từ để tôi vô tôi lấy thêm đồ đã. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra xem quả trứng coi nó có đổi hệ cho nha anh em. Đó, để mình xem coi, để mình lấy mấy cái cỏ này ra coi, khó chịu quá. Gì vậy? Nó biến thành màu xanh rồi nè. Đâu, tôi thấy gì đâu. Ui, mình thấy nè. Đập cỏ ra, đập cỏ ra. Ui, nó biến thành màu xanh thiệt rồi nè. Wow. Hấp dẫn. Đập ra. Ui anh em ơi, cái quả màu xanh dương bây giờ nó đã biến thành màu xanh lá cây rồi nè. Quá đỉnh luôn. Ok bây giờ tôi sẽ đem nó vô trong chuồng. Trời ơi, cái gì đâu mà trứng mà mình chơi như kiểu là mình chơi đá banh luôn anh em ơi. Đá vô. Ok tự cho nó đứng, cho làm sao cho nó ngồi vậy ta? Để tôi cái này không đập vào. Đâu bà biết cách nào cho nó ngồi vậy không? Hả? Block mà đã. Rồi không biết qua thì nói đại, tôi đập cầu thang cho qua, còn bị đặt nữa. Làm sao làm
làm sao cho hỏi cho chính làm cho chính làm ấp gì đi. Ok, tới siêu đó. Trời ơi, làm sao cho nó ngồi vậy ta, quả trứng này nó lăn lóc lóc à. Thôi kệ đi, kệ đi, mà kệ đi. Kệ vô đây, vô đây. Đi ra, đi ra Sam. Thôi kệ cho nó nằm đó luôn đi. Ê, nó đừng vui. Nó không nghe cũng không nằm. Ôi. Ôi, đó, được rồi đó, thấy không? Giờ nó nằm đàng hoàng rồi đó. Ok rồi rồi, được rồi, vậy được rồi. Mệt quá trời là trời. Ok thôi bây giờ chúng tôi bây giờ tôi với bà vô trong nhà đợi đi. Đợi đó chắc vài ngày nó cũng sẽ nở thôi. Đi 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 vô vô. Thôi để mình sắp xếp lại đồ, cả đồ của mình là nói chung là mình đem theo lộn xộn hết đồ trong người luôn rồi. Để chuẩn bị lại coi. Trời là trời. Ok, được rồi. Trời ơi, con gái con lứa mà nằm ngủ ra. Vậy. Trời ơi trời, cái gì suốt ngày nằm ngủ vậy? Ờ bà có gì ăn không? Tôi bị đói bụng mà có gì ăn không? Ăn hết rồi. Hết rồi hả? Tôi lấy thịt heo cho ông ăn nè, tôi còn còn. Khỏi đi, tôi lên lấy bí ngô tôi ăn luôn cũng được. Đi 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 đi. Trời ơi trời, đói bụng quá. Rồi. Ôi, ôi sao ơi? Ô! Gì á? Ôi, đây là con rồng cây hả? Trời ơi, sao nhìn nó đẹp quá hả? Ô! Dũng phát quang quá à. Ê, không thấy con mắt nó đâu luôn Sam ơi, hình như nó cái người của nó toàn là cây luôn á. Trời, xung quanh anh toàn là cây ê. Ôi, 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 nhưng mà Sam, để ý không, con rồng này nó con rồng này hình như là nó bự hơn con rồng mẹ của nó luôn á. Con rồng mẹ nó nhỏ xíu à, còn con rồng này to là to luôn. Wow. Sao không? Biết sao, sao không? Sao? Vì đó giống của tôi. Đó, ok nha. Tào lao. Con rồng này là phải thôi được rồi, cho bà nhường bà luôn con rồng cây đó, rồi tôi lấy miếng dưa hấu tôi ăn đã. Ôi, wow, con rồng bự quá ta. Ôi, chắc là ngày chắc là tập sau rồi tôi với bà là phải đi mua cái yên để cưỡi nó nè. Trời nó bự quá. Wow. Ok anh em ơi, thì trong tập này nè, mình với lại Sammy á đã có thể mà ấp một quả trứng nở ra một bé rồng nè, mình sẽ đặt tên cho bé rồng này bé rồng cây nha anh em. Đó. Không, khoan, tên thì mình nghĩ là mình sẽ để cho các bạn đặt đi. Các bạn đang nào mà nghĩ ra được cái tên nào đó hay hay cho con bé rồng cây này thì các bạn hãy để là bình luận cho mình biết nha. Ok. Ôi bé rồng này nhìn đúng đẹp luôn á. Trời ơi nhìn người nó kìa. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy để subscribe ủng hộ, đăng ký ủng hộ cho Sammy nha. Và các thành viên trong team Hero nha mọi người. Ok, bye bye, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tập nhật ký luyện rồng tập sau nha. Ok, tạm biệt mọi người, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.